Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là du học sinh. Có nên mua xe khi qua Úc đi du học không? Có nên sở hữu một chiếc xe để đi lại không? Thì xe bên Úc thì cũng giá thì cũng rất là rẻ thôi. Kiểu như chiếc xe đầu tiên của mình là chiếc xe này nè. Thì mình mua chỉ có là khoảng 5.000 đô Úc thôi. Thì nó đã chạy được khoảng 150.000 cây rồi. Thì chắc chạy được thêm chừng 50 hay 100.000 cây nữa thì mình cũng phải đổi xe thôi. Nhưng mà giá khá rẻ hơn là khi mình mua xe mới. Nếu mua xe mới thì nó chiếc xe này thì phải trị giá là phải từ 20.000 lần. Thì cái vấn đề du học sinh có cần mua xe hay không thì tất nhiên là rất là cần rồi. Tại vì cái xe là bên đây là ai cũng phải có một chiếc xe như là một cái chân để đi lại hết. Thì từ khi bạn mua xe thì bạn có thể đi làm những cái chỗ xa hơn được, đó là cơ hội việc làm cho bạn. Hoặc là rất là tiện lợi khi bạn muốn đi mua đồ, mua đạc, mua tất cả mọi thứ. Đều mà có cái xe riêng của mình không phải nhờ vả ai. Tại bên đây cuộc sống rất là bận rộn và tấp nập nên mặc dù là người thân gia đình nhưng mà ý là người ta cũng đi làm từ sáng tới tối mới về, mình cũng rất là ngại khi mà nhờ họ chở đi đâu đó mua đồ, mua sắm các thứ. Nếu mình sở hữu cái xe riêng của mình thì rất là đơn giản thôi, chỉ việc ra lấy xe và đi thôi. Thì để nuôi một cái xe bên đây thì cũng rất là rẻ, không có khó đâu các bạn. Thì một năm cái tiền thuế đường của xe thì là khoảng 1.000. Và nếu mấy bạn du học sinh thì chắc chỉ nên mua xe vừa vừa tầm tầm thôi. Kiểu như xe cũ thì chắc cũng tầm khoảng là 3-4 ngàn thôi. Còn nếu bạn mua xe rẻ hơn nữa cũng có 1.000, 2.000, 3.000. Nhưng mà ý là những cái xe càng rẻ như vậy thì nó cái khả năng bị hư nó càng nhiều hơn. Các bạn có thể bị hư xe ở dọc đường hay là gì đó thì còn mất cái tiền kéo xe về thì còn tốn nhiều tiền hơn nữa. Thì nên các bạn cứ chịu khó mua xe thôi. Còn như mình chạy xe 7 ngày một tuần, chạy rất là xa nhưng mà tiền xăng rất là rẻ, chỉ có khoảng là một đồng, 1 đồng 2, 1 đồng 3 một lít xăng thôi, tiền nốt đó mấy bạn. Thì một tuần như vậy mình chỉ có đổ 30 đồng xăng là có thể chạy cho một tuần được rồi, quá rẻ so với cái việc đi xe lửa, xe bus thì các bạn còn phải tốn nhiều hơn. Nhưng mà ít nhất là việc một tuần đi xe lửa Úc này thì cũng phải tốn là khoảng 50 đồng, theo mình đã từng đi xe lửa rất là nhiều như vậy. Hồi xưa mình đâu có xe đâu, mình cứ phải đi xe lửa, xe bus rất là bất tiện. Mặc dù ở đây xe lửa, xe bus rất là tiện lợi nhưng mà ý là không phải bạn lúc nào cũng có thể bắt được xe đúng cái giờ mà mình muốn, và bạn không phải mỗi sáng là phải chạy bộ thật là nhanh gấp gấp rút để đi ra ngoài xe lửa cho đúng giờ để đi kịp giờ đi làm hoặc đi học. Chỉ cần bạn trễ một xíu thôi là coi như là bạn phải đợi thêm 15 phút thì mới có một chuyến tàu tiếp theo để đi tới nơi của bạn muốn. Để lái xe lửa Úc thì đối với các bạn du học, khi đi sang đây du học hoặc du lịch thì các bạn hoàn toàn có thể lái xe với bằng lái xe của Việt Nam. Nếu như mình theo như mình biết thì cái bằng lái xe Việt Nam bây giờ thì đã có tiếng Anh ở trên đó rồi, thì các bạn không cần dịch nữa, cứ cầm bằng đó mà chạy thôi. Còn đối với cái bằng lái xe bằng giấy cũ á, không có tiếng Anh ở trên đó thì các bạn phải mang đi dịch thuật và bỏ trên xe của bạn. Khi là cảnh sát có yêu cầu các bạn xuất trình ra thì các bạn chỉ cần đưa ra cho người ta coi thôi, thì cũng rất là tiện lợi. Hoặc nếu các bạn thích muốn có bằng lái Úc, bằng lái quốc tế thì các bạn có thể thi chuyển đổi bằng lái từ bằng lái Việt Nam sang bằng lái Úc, cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng các bạn phải thi đậu lý thuyết và thi đậu thực hành lái xe ở Úc, và cái chi phí cho cái việc đó thì cũng khoảng là 100 mấy chục đô là tiền phí đóng cho tiền bằng lái xe của các bạn thôi, rất là rẻ. Xe ở bên Úc hoàn toàn trái ngược với lại lái xe ở Việt Nam, tại vì ở Việt Nam thì các bạn sẽ lái tay lái và vô lăng và người lái sẽ ngồi ở bên trái. Nhưng đặc biệt ở Úc thì vô lăng và tay lái sẽ ngồi, người lái sẽ ngồi ở bên phải và các bạn sẽ chạy ở làn bên trái, ngược lại với Việt Nam. Nên mình khuyến cáo các bạn là nếu các bạn muốn chạy xe Úc thì các bạn nên đi học thầy giáo ở đây 1 đến 2 tiếng để cho quen đường, quen xe, quen cái cách chạy ở Úc đi. Hoặc là các bạn có thể nhờ người thân nào mà có cái bằng lái xe của Úc
bằng phu thì sẽ được hướng dẫn chạy cho các bạn lái xe ở Úc. Cho quen với cách lái ở đây thì các bạn sẽ tự tin hơn, lái một cách dễ dàng hơn. Và các bạn yên tâm là cái việc lái xe ở Úc rất là đơn giản, tại vì ở Úc rất là ít là xe máy, không có xe máy luôn, hầu như là ít, nên chỉ có xe hơi thôi. Nếu các bạn cứ tuân thủ luật lệ chạy bình thường thì cái việc chạy xe rất là đơn giản, dễ dàng, chứ không có như ở Việt Nam mình là mỗi xe chạy một hướng đâu. Mình sẽ cho các bạn coi sơ qua một chiếc xe của mình nha. Trên xe cũng đầy đủ các chức năng như là gương chỉnh điện, hệ thống máy lạnh, radio. Yeah.
phải hai sữa. You're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. What happened to then? Past that. When? Just now. We're at now now. Go back to then. When? Now. Chưa xong rồi. Bây giờ mình phải qua lại tiếp. When? Just. Những video tiếp theo nha. Nhớ subscribe cho kênh của mình nha.